Hello, hello. Ngày hôm nay Thuận lại muốn tiếp tục dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn cái bài viết thứ nhì ở trên channel Thuận Capital này. Đây là những cái bài viết mà nhiều bạn yêu thích và bài viết thứ nhì này có tên là Lưu trữ nguồn năng lượng sức mua vào Internet. Và đây cũng là một bài viết được viết bởi admin Nguyễn Hoàng Trọng. Ở trên channel Thuận Capital Analytics, Thuận có tạo một cái playlist gọi là kiến thức Thuận Capital Audio Bài Viết đây là một nơi mà các bạn có thể tìm nghe những cái bài viết mà nhiều bạn yêu thích dành cho những bạn nào mà không có thời gian để mà đọc những bài viết đó. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu để mà nói về bài viết lưu trữ nguồn năng lượng sức mua vào Internet. Là thành quả lao động, là kết quả của việc trồng trọt, là phần thưởng kinh doanh thành công, là mồ hôi, là công sức và nỗ lực mà mọi người trong chúng ta tạo ra mỗi ngày. Và có thể dùng cái nguồn năng lượng đó để mà mua những thứ chúng ta cần và muốn. Tại sao mà người ta lại khó hiểu về tiền đến vậy? Có điều gì bí ẩn sao cái tờ tiền kia mà khiến cho phần lớn người siêng năng lao động đánh đổi sức lực, mồ hôi, máu và cả tình dục để có được tiền? Tiền là gì? Thật ra đây là một câu hỏi đơn giản nhưng rất khó trả lời trong phạm vi một bài viết. Nhưng với những quan sát và trải nghiệm cá nhân thì mình sẽ cố gắng diễn dạy nó một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tại sao mà bạn chỉ cần có tiền, tiền giấy hoặc tiền điện tử trong ngân hàng là có thể mua hầu như được tất cả? Chúng ta đương nhiên chỉ nói tới hầu như mà thôi. Tiền bắt đầu dần dần trở nên khó hiểu và bí ẩn khi mà trải qua dòng lịch sử phát triển của con người. Cách mà dễ hiểu nhất là trao đổi hàng hóa khi mà mình có trái bưởi đổi lại bạn trái cam. Khi mà cả hai bên đều mong muốn sự cái vật kia của đối phương và cảm thấy hợp lý khi mà trao đổi nó. Thế là một giao dịch đã xuất hiện. Nhưng mà khi mà nhà mình nuôi lợn, nhà bạn nuôi gà, bạn mang một con gà qua đổi lấy một con lợn của mình. Vì cảm thấy không hợp lý thì mình có thể yêu cầu bạn mang tới 10 con gà đến thì mình mới đồng ý trao đổi. Nhưng mà cái nhu cầu của bạn chỉ muốn có một phần tư con lợn mà thôi. Vấn đề xuất phát từ đó do có sự mâu thuẫn diễn ra trong quá trình trao đổi hàng hóa và sự khó khăn cân bằng đông điếm trong giao dịch nên tiền mới xuất hiện. Thì gọi là tiền do mọi người gọi nó là vậy nhưng mà bản chất thật của nó cũng chỉ là một đơn vị trung gian mà hai bên tin là có giá trị và có thể chia ra từng phần nhỏ dễ dàng nhưng cũng đủ nhẹ để mang đi, mang lại mà không cần lúc nào cũng mang theo gà với lợn nhưng mà có một cái vấn đề lớn ở đây là lòng tin trước đó đó thì gà với lợn là lòng tin vì đơn giản là nó có giá trị dễ dàng thấy và hiểu được còn bây giờ bạn cầm một đồng xu ra và nói là nó có giá trị và muốn mọi người cùng lòng tin là nó có giá trị lấy cơ sở gì để mọi người tin tưởng vàng đó là một cái ví dụ kinh điển trong trường hợp trên từ thời xa xưa người ta đã dùng vàng để làm trang sức với nhiều đặc tính như là khang hiếm khó đào không bị oxy hóa dễ chế tạo có màu sắc đẹp và dễ dàng chiếm được tình cảm của mọi người và dần dần trở nên quý hiếm và được cộng đồng tin tưởng là có giá trị cho nên ngoài việc dùng làm trang sức vàng còn được dùng để mà làm phương tiện trao đổi thanh toán nhưng mà càng ngày đó thì nhu cầu trao đổi giao thương con người càng trở nên nhộn nhịp và sôi động vì cái số lượng vàng đào được không kịp với cái nhu cầu sử dụng cho nên mọi người không dùng vàng để giao dịch mãi được vì không đủ số lượng để mà làm cái việc đó thay vào đó chúng ta lại có những cái công cụ trung gian khác như là vỏ sò lông chim răng cá mập lông đuôi vôi và thậm chí có cả những tảng đá đều được dùng để làm phương tiện trung gian để thanh toán nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là tất cả những vật dụng đó đều phải được vận hành trên nền tảng lòng tin và sự chấp nhận của cộng đồng nơi mà đồng tiền đó được phát hành và lưu thông sau khi mà thấy những cái sự bất lợi của những công cụ chúng ta mới vừa đề cập đến thì nhà nước bắt đầu sáng tạo ra đồng tiền bằng kim loại như là vật liệu vàng đồng chẳng hạn và đứng ra để mà công nhận và đảm bảo giá trị cho chúng vì bạn có thể cầm đồng tiền đó vào kho gạo của nhà nước để mà đổi lấy gạo tiền giấy cơ bản hoạt động cũng giống như là cái cơ chế chúng ta mới vừa đề cập đến chỉ là cái ưu điểm nhẹ hơn dễ sản xuất chi phí thấp hơn được sử dụng rộng rãi cho đến khi mà chúng ta có internet và các ngân hàng chuyển sang lưu trữ số cái của họ trên máy chủ và kết nối với internet từ đó tiền điện tử ra đời bạn có nhận lương hàng tháng thông qua cái tiếng tin tin trên điện thoại hay là không đó là tiền điện tử được các tổ chức ngân hàng trung ương phát hành ở trên màn hình các bạn đó, đó chính là tiền giấy được chính phủ Mỹ phát hành có chứng chỉ vàng tổng thống Nixon đã bãi bỏ liên kết bạn vị vàng với đồng đô la vào năm 1971 một cái hành trình dài đi từ con lợn và gà trao đổi với nhau và sau này đến tờ tiền giấy đúng không một tờ tiền giấy vẽ vài con số vào đưa dưới nước đóng mọc chỉnh chu và bạn tin là nó có giá trị và người bán hàng cho bạn cũng tin là nó có giá trị đó là cách vận hành của hệ thống tiền tệ hiện tại khi mà lòng tin của người dân vào hệ thống tiền tệ thấp thì sinh ra vô số vấn đề khó khăn cho nhà nước để có thể quản lý được hệ thống tài chính quốc gia và sẽ nhanh chóng sụp đổ nguồn năng lượng sức mua là gì là thành quả lao động, là kết quả của việc trồng trọt, là phần thưởng của kinh doanh thành công, là mồ hôi, là công sức, là nỗ lực mà mọi người chúng ta tạo ra mỗi ngày và có thể dùng nguồn năng lượng đó để mua những thứ mà chúng ta cần và muốn. Tiền mặt là công cụ quy đổi đơn giản, dễ hiểu và có khả năng chia nhỏ ra nhiều đơn vị. Khi mà mình cầm 10 triệu đồng, mình có thể mua được cái số lượng hàng hóa giá trị 10 triệu đồng. Nghĩa là cái tờ tiền kia chứa nguồn năng lượng sức mua là 10 triệu vào bên trong, chứa bản chất của tờ giấy kia không có giá trị hơi có hiểu đúng không? Chúng ta hãy tìm hiểu một chút về vấn đề bản chất của năng lượng. Năng lượng sinh ra và mất đi chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác. Ở đây chúng ta sẽ nắm vài ý chính của năng lượng đó là sự di chuyển, tiêu hao và gia tăng. Sự luân chuyển, tiêu hao, gia tăng của nguồn năng lượng. Một nguồn năng lượng vô hình và nó cần một cái thể chất để chứa và lưu lại. Một cái ví dụ đơn giản là mình có một cái iPhone, một cái MacBook và một cái cục pin dự phòng mình có một nguồn năng lượng điện nhất định 100% thì bây giờ mình chọn một trong nhiều công cụ để lưu lại nguồn năng lượng đó hoặc là mình có thể chọn hai hay là ba công cụ tùy thích mình quyết định là sẽ chuyển 50% lượng điện đầu tiên vào cái iPhone và khi mở điện thoại lên mình thấy nó có 50% pin trong máy thiết bị thứ hai mình chọn đó chính là cục pin dự phòng mình có thể chuyển phần còn lại có nghĩa là 50% lượng điện còn lại vào cục pin dự phòng thì một tháng trôi qua mình quay lại kiểm tra thì chiếc iPhone của mình chỉ còn có 30% pin, 20% đi đâu, còn cục pin dự phòng thì còn lại 48% so với lại 50% lúc sạc một tháng trước. Cái iPhone lúc đầu là có 50% lượng điện, sau một tháng chỉ còn có 30%, gây tiêu hao 20% mặc dù mình không xài tới. Còn pin dự phòng lúc đầu là 50% lượng điện, sau một tháng chỉ còn có 48%, tiêu hao 2% năng lượng cho một tháng và cũng không hề xài tới cục pin dự phòng này. Các bạn thì trả lời là 20% lượng điện của iPhone đã biến đi đâu hay là không Đó gọi là thất thoát nguồn năng lượng sức mua Hay chúng ta có thể gọi đó là lạm phát Từ đó chúng ta mới có những cái câu chuyện như là người dân Hà Nội Vài chục năm trước gửi cái giá trị số tiền có thể mua được cả một căn nhà Ở mặt phố để bỏ vào ngân hàng Và sau vài chục năm rút ra chỉ đủ để mua được hai bát phở Sự thất thoát nguồn năng lượng đáng sợ đúng không? Nên qua vài cái ví dụ cho chúng ta thấy tiền vốn dĩ là một công cụ để chúng ta lưu lại sức mua thì trở lại cái ví dụ mà chúng ta mới vừa nói tới, cục pin dự phòng ý chỉ là vàng, tuy là có lạm phát, nghĩa là hàng năm vẫn có thêm vàng được đào ra, nhưng mà cái phần trăm lạm phát thấp, cho nên chỉ mới có 2% sau một tháng. Nhưng mà chúng ta nói tới là cái iPhone, thì cái sự mà mất điện thì nó đáng kể hơn, giống như là chúng ta lưu trữ tiền mặt vậy. Như vậy thì chỉ cần có một công cụ nào lưu trữ được nguồn năng lượng sức mua thì đã quá ưu việt rồi đúng không? Đó là cái vấn đề cực lớn của con người hiện tại. Vì phần lớn mọi người vẫn tiếp tục giữ tiền mặt là chủ yếu, không những là giữ được mà còn phải gia tăng nguồn năng lượng sức mua thì đó mới là một cái giải pháp ưu việt mà rất nhiều người đang tìm kiếm. Lưu trữ nguồn năng lượng sức mua ở đâu? Thì có rất nhiều cách để có thể lưu trữ được nguồn năng lượng sức mua như là vàng, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa như là dầu, cà phê, đậu nành vân vân và phổ biến nhất là tiền mặt, nơi mà nguồn năng lượng sức mua có thể dễ dàng lưu thông từ người này đến người kia và có thể chia nhỏ để sử dụng trong nhiều kích cỡ giao dịch khác nhau. Từ tiền 1 ngàn, 2 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn đến lớn nhất là 500 000 ở Việt Nam. Đó là những cái ví dụ. Mỗi công cụ lưu trữ đều có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng và sẽ thích hợp với một số những đối tượng nhất định. Và công cụ nào tiếp cận được nhiều người nhất với hiệu quả cao thì nguồn năng lượng sức mua sẽ tập trung vào cái công cụ đó. Ở trên thế giới hiện tại thì đặc biệt những nước phát triển như là Mỹ họ có rất nhiều loại tài sản để mà lưu lại nguồn năng lượng sức mua. Nhưng mà tại Việt Nam thì mãi đến ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Bill Clinton mới chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Mỹ. Từ đó thì Việt Nam mới sinh ra kinh tế thị trường và ngoại giao để mà trao ra hàng hóa với những nước trên thế giới. Đến năm 1993, luật đất đai Việt Nam mới ra đời và bổ sung hai lần vào năm 2001 Ngày 11 tháng 7 năm 1998, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được khai sinh theo Nghị định số 48 CP. Đồng thời, chính phủ cũng ký quyết định thành lập trung tâm giao dịch chứng khoán và đặt cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 7 năm 2000, trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động với hai mã cổ phiếu giao dịch đầu tiên, đó chính là mã OEE và SAM. Hiện tại đó thì Forex và Crypto tại Việt Nam là hai lĩnh vực đang ở cái vùng xám chưa được nhà nước công nhận và có luật để quản lý cũng như là không có sự bảo vệ cho nhà đầu tư khi mà có tranh chấp xảy ra. Thì qua cái quá trình phát triển kinh tế hiện tại ở Việt Nam cho chúng ta thấy được thị trường tài chính của Việt Nam còn quá non trẻ. Tất cả thị trường đều chỉ mới đưa vào hoạt động từ vài chục năm gần đây. Cho nên đối với đa phần người Việt hiện tại thì hai công cụ chắc ăn và được tin tưởng nhất hiện tại để lưu lại giá trị là vàng và bất động sản. Còn những thị trường tài chính khác như là hàng hóa, chứng khoán, crypto forex thì phần lớn mọi người đều nhìn nhận rất tiêu cực và nhiều người vẫn nghĩ là mang tính may rủi cờ bạc nhiều hơn nên tại sao mà người ta hay dùng cái từ chơi khi mà nói về những cái thị trường này thay vì dùng cái từ đầu tư ở trên màn hình các bạn là một cái hình ảnh minh họa về cái sự phân bố nguồn năng lượng sức mua đây là cái hình ở thời điểm là tháng 3 năm 2021 chúng ta có những cái ví dụ như là low yielding bonds trái phiếu có lãi suất thấp là nơi mà chứa nhiều nguồn năng lượng sức mua nhất Chi giá ở thời điểm tháng 3 năm 2021 là 234.000 tỷ đô la. Mỗi một công cụ đều có những ưu điểm, ưu điểm khác nhau, ví dụ như là bất động sản. Khi mà lưu trữ giá trị vào rồi, bạn rất là khó để mà di chuyển nguồn năng lượng đó một cách linh hoạt từ nơi này sang nơi khác như là tiền mặt. Nhưng mà đổi lại với cái mức độ tăng giá của bất động sản mỗi năm thì mọi tốt cho nên chống được cái phần trăm lạm phát không những là giữ được nguồn năng lượng sức mua của bạn mà còn có thể gia tăng thêm sức mua theo thời gian. Đó là lý do tại sao mà người Việt Nam rất là thích đầu tư và sở hữu bất động sản. Vì ở các quốc gia mà đang phát triển như là Việt Nam đó, bất động sản lúc nào cũng là thị trường bùng nổ đầu tiên và phát triển mạnh mẽ để từ đó tạo ra nền tảng cơ sở hạ tầng, các khu dân cư, đô thị nhằm giải quyết nhu cầu an cư, làm việc cho người dân. Còn đối với các quốc gia mà đã phát triển lâu đời như là những quốc gia ở châu Âu, nước Mỹ, nước Nhật thì sau hàng trăm năm phát triển cơ sở hạ tầng độ ổn định cho nên cái cơ hội để bất động sản tăng một cách đột biến như là Việt Nam nó đã không còn nữa. Phần trăm tăng trưởng vẫn có nhưng mà không có nhiều. Cho nên đó cũng là lý do tại sao mà có nhiều người Việt Kiều rất thích về Việt Nam đầu tư bất động sản. Tại sao bạn không đặt câu hỏi là sao họ không đầu tư bất động sản ở Mỹ mà phải về Việt Nam để đầu tư? Thì có rất nhiều lý do. Một chân lý do đó chính là ở Mỹ thì có thể cần con số tiền lớn hơn và ở Hoa Kỳ thì cần phải đóng thuế đất. Nhưng mà cái phần lớn là chính là cái cơ hội có được lợi nhuận khi mà tham gia vào thị trường bất động sản ở Việt Nam. Trong cái bài viết Bitcoin kho lưu trữ giá trị mà Thuận đã thâu lại tuần vừa rồi, các bạn có thể nghe lại ở trên cái playlist Kiến thức Thuận Capital Audio bài viết. Chúng ta đã nói khá rõ về các ưu điểm và nhược điểm của các thị trường như là vàng, chứng khoán, bất động sản vân vân cho nên sẽ không lặp lại quá nhiều trong bài này. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể xem lại cái video đó hay là đọc lại bài viết đó để nắm được những cái ưu điểm và nhược điểm của những cái loại tài sản này. Kho lưu trữ vô tận trên Internet Đặc tính của năng lượng là lưng chuyển, gia tăng, giảm xuống hoặc là chuyển đổi qua một trạng thái này sang một trạng thái khác. Ở đây chúng ta sẽ chỉ tập trung vào nguồn năng lượng sức mua. Bạn có 50.000 và dùng 50.000 đó để mà chuyển đổi thành đi cà phê có giá trị tương đương và nếu như bạn có một số tiền nhiều hơn 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ Thì sau khi mua ly cà phê là 50 ngàn Bạn còn dư là rất nhiều tiền Dư ra rất nhiều nguồn năng lượng Ở cái bài trước đó, chúng ta đã nói tới là khái niệm lạm phát Nó sẽ gây rò rỉ nguồn năng lượng của bạn Vì bạn đang lưu trữ nguồn năng lượng đó vào tiền mặt Giống như là sạc điện và iPhone chúng ta vừa đề cập đến một thời gian mà không xài thì cái pin nó vẫn tiếp tục bị hao hụt. Câu hỏi quan trọng là làm sao để bảo vệ và gia tăng thêm cái nguồn năng lượng đó? Cách mà mọi người hiện bây giờ đang làm khá phổ biến đó chính là họ lưu trữ nguồn năng lượng đó vào bất động sản, vàng, chứng khoán, vân vân. Và cách này đó đã được loài người sử dụng hàng trăm năm qua cho đến khi họ sáng tạo ra một loại tài sản mới, một kho lưu trữ giá trị trong internet vào thế kỷ thứ 21. Đó chính là Bitcoin với rất nhiều đặc tính ưu việt để trở thành một kho lưu trữ năng lượng sức mua và là một giải pháp toàn diện để trở thành kho lưu trữ lớn nhất của loại người bây giờ hãy tưởng tượng là bạn có một cuộc pin vô tận trên internet nơi bạn có thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới và với cái chìa khóa trong tay bạn có thể tiếp cận và làm chủ nguồn năng lượng sức mua của bạn điều mà bạn không thể làm được với bất động sản với vàng với chứng khoán tiền mặt hay bất cứ một loại tài sản nào khác do các giới hạn về địa lý thể chế Lực lệ riêng của từng quốc gia, bạn không có lúc nào cũng có thể mang theo vài trăm ký vàng để mà đi khắp nơi trên thế giới, hay là dùng cái số vàng đó để mà chuyển đổi thanh toán dễ dàng, hay cũng không thể mang theo bất động sản của bạn đi đâu được cả, trừ khi bạn bán nó và chuyển đổi ra thành tiền mặt, và khi qua quốc gia khác, bạn lại phải chuyển đổi một lần nữa từ cái số tiền đó sang một cái loại tài sản khác theo cái pháp định của địa phương. Và với chứng khoán thì câu chuyện cũng tương tự, nghĩa là trên thế giới chúng ta vẫn lưu trữ nguồn năng lượng sức mua vào các tài sản giống nhau. Nhưng vì sự khác nhau giữa các quốc gia nên chúng ta cần phải chuyển qua chuyển lại khi mà các bạn di chuyển trên thế giới. Luân chuyển nguồn năng lượng đi khắp thế giới thì gần 50% dân số của thế giới hiện tại không tiếp cận được với hệ thống tài chính đến từ những ngân hàng. Nên đó là lý do tại sao mà có những nước có hệ thống tài chính không phổ biến như là những nước ở châu Phi thì tỷ lệ người dân sử dụng Bitcoin cao hơn vì đó là cách giúp họ lưu trữ lại được nguồn năng lượng sức mua và luân chuyển trao đổi đi khắp nơi trên thế giới mà hệ thống tài chính trong nước của họ không giúp được họ. Ở trên hình các bạn, đây chính là một cái bản thống kê những quốc gia châu Phi thì rất ít tiếp cận được với hệ thống ngân hàng cho nên chúng ta mới thấy cái sự chấp nhận Bitcoin rất rộng rãi ở những quốc gia châu Phi. Thì chỉ cần có internet, bạn có thể tiếp cận được kho lưu trữ vô tận mang tên là Bitcoin, nơi mà mọi người có thể sử dụng lưu lại giá trị mà không cần lòng tin vào một đơn vị thứ ba như là chính phủ hay là ngân hàng. Với cơ chế hoạt động cân bằng lợi ích, Bitcoin thu hút mọi người đến để mà hỗ trợ xây dựng và phát triển dựa theo lợi ích mà họ nhận được cũng như là đồng tin cùng sự nhiệt quyết mà họ dành cho nó. Từ những Bitcoin đầu tiên mà Satoshi và những người đầu tiên đã đào ra được và định giá chỉ bằng cái chi phí điện để mà tạo ra nó, cho đến bây giờ Bitcoin đã đi một chặng đường dài để trở thành một thị trường gần 1.000 tỷ đô la như là hiện tại. Trong 10 năm qua, Bitcoin đã tăng hơn 5 triệu phần trăm, cao hơn bất kỳ tài sản nào hiện có trên thị trường. Lý do tăng trưởng của Bitcoin là gì? Đầu cơ, đầu tư, lòng tin, tham lam, kỳ vọng. FOMO, giá trị công nghệ của cách mạng tài chính thì tất cả đều đúng. Nhưng cốt lõi của sự tăng trưởng bền vững là Bitcoin đã chứng minh được nó đang dần dần trở thành một kho lưu trữ giá trị là điều không thể tránh khỏi. Những cái đợt tăng rồi sụp rồi tăng rồi sụp trong hơn 10 năm qua là cái hành trình Bitcoin phải bắt buộc trải qua trước khi mà có được vốn hóa đủ lớn để mang lại sự ổn định hơn về các phương diện giá cả như là thị trường vàng chẳng hạn. Thì nhiều bạn hay so sánh Bitcoin như là cơn sốt hoa tulip tại Hà Lan Nhưng mà nhìn lại dòng lịch sử của Bitcoin Thì bạn có thể thấy được là tất cả những đỉnh mới Và những cái đáy mới đều cao hơn đỉnh cũ Và cái đáy cũ trước đó Đó là dấu hiệu rất rõ ràng của một sự phát triển bình thường của bất kỳ một loại tài sản nào Và nếu như mà so sánh Bitcoin như là một bong bóng tài chính thì cũng không đúng lắm Tại vì trên căn bản các bạn thấy được là bong bóng hoa tulip thì đâu có hình thành và lại bị vỡ, hình thành mà lại bị vỡ nhiều lần đâu tất cả những cái bong bóng tài chính mà người ta thường hay so sánh Bitcoin như những lời bong bóng đó thì đặc điểm khác nhau là Bitcoin đã tồn tại hơn 10 năm trải qua nhiều đợt tăng trưởng, những lời bong bóng mà người ta thường hay dùng để mà so sánh với Bitcoin đó thì không có trải qua nhiều năm cũng như là không có nhiều đợt tăng trưởng và vỡ. Nói đúng hơn là đối với Thuận, Bitcoin là trải qua những chu kỳ chứ không có phải là một cái bong bóng tài chính như là nhiều người nghĩ giống như là bong bóng hoa tulip diễn ra trong thời gian rất ngắn và được trả về giá trị ban đầu sau khi mà cái cơn sốt hoa tulip đã trôi qua. Tháng 3 năm 2020 là cơ hội vô cùng hoàn hảo khi mà dịch bệnh làm sập tất cả thị trường. Nếu như mà Bitcoin vốn dĩ là một bong bóng đầu cơ vô giá trị thì đây là một cơ hội tốt nhất để đẩy Bitcoin trở về con số 0. Nhưng mà nhìn lại cho đến hiện tại thì tài sản nào họ phục nhanh nhất và tăng giá cao nhất trong các loại tài sản trên thế giới, đó chính là Bitcoin. Câu chuyện năm 2017 chẳng hạn, sau khi mà sập về giá hơn 3.000 đô tư đỉnh là gần 20.000 thì cũng là một cơ hội rất thuyết phục để đẩy giá Bitcoin trở về con số 0. Nhưng mà cuối cùng điều đó không xảy ra. Bitcoin đã vượt lên trên cả một bong bóng tài chính và từ từ chuyển mình thành kho lưu trữ giá trị, lưu lại tất cả nguồn năng lượng sức mua. Bitcoin is hope, Bitcoin là hy vọng. Linh hoạt không biên giới, không thể chế, bình đẳng giới, không có sự kiểm soát. Tất cả ai, từ người giàu đến người nghèo, từ số tiền nhỏ chỉ vài đô la đến số tiền lớn hơn hàng tỷ đô la, đều có thể dễ dàng lưu trữ vào trong Bitcoin. Bitcoin làm được những điều ưu việt trên mà các loại tài sản khác khó có thể so sánh được. Đâu phải ai cũng có, có số tiền lớn để mua bất động sản. Bạn đưa nguồn năng lượng sức mua của bạn lên trên Internet, dẫn hành luân chuyển khắp nơi và cho dù bạn đi đến bất cứ quốc gia nào bạn cũng có thể dùng chìa khóa, cái khóa cá nhân của bạn để mà truy cập kho lưu trữ nguồn năng lượng đó và có thể dùng nó để mà giao dịch hay là chuyển đổi thành bất cứ một loại tiền phân định nào mà quốc gia đó chấp nhận mà không bị bất cứ ai ràng buộc hay là chờ đợi ai cho phép bạn làm điều đó. Đương nhiên chúng ta không nói tới những quốc gia mà cấm giao dịch Bitcoin, nhưng mà phần lớn thế giới là không cấm giao dịch Bitcoin. Thì để tóm tắt lại bài viết này, mình muốn các bạn có thể hiểu và có một số những suy nghĩ về sự thật tiền là gì tài sản là gì và quan trọng hơn hết là hiểu được cái nguồn năng lượng sức mua là gì bitcoin tiền mặt bất động sản chứng khoán hay là vàng cũng đơn giản là nơi để các bạn chọn và lưu lại nguồn năng lượng đó làm thế nào để có thể bảo quản và gia tăng nguồn năng lượng sức mua một cách đáng kể vì nó là nguồn của thịnh vượng và giàu có và là cái sự chuyển giao tiếp theo cho thế hệ sau này của chúng ta vì thế đâu là công cụ tốt nhất để chúng ta tin tưởng và dùng để lưu lại và đây là một cái bài chia sẻ từ Raoul Paul, cựu CEO Goldman Sachs. thì trong một cái loạt thuyết của Raoul Paul, Raoul Paul tóm tắt lại muốn nói là một trong những cái bẫy nghèo đói của tầng lớp trung lưu đó chính là họ đi tìm kiếm nhiều loại tài sản khác nhau để mà lưu trữ nhưng mà những loại tài sản đó trong thời gian dài hạn khi mà so sánh với cái phần trăm mà tiền pháp định giảm giá thì họ không thể đầu tư đủ cái khoản để mà bù đắp cái sự chênh lệch đó cho nên đó là một cái bẫy nghèo đói của từng lớp trung lưu và sự hy vọng đó chính là cái chiếc phao cứu sinh duy nhất mà hiện bây giờ Raoul Paul đã nhận ra được đó chính là Bitcoin đương nhiên Bitcoin có thể bị đầu cơ quá mức giá cả có thể là tăng trưởng rồi bị sụp mạnh nhưng mà cũng sẽ tăng trở lại tại vì hiện bây giờ chúng ta không có nhiều cái sự lựa chọn để mà thay thế Bitcoin là giải pháp cho vấn đề nguồn lưu trữ giá trị Bitcoin và tài sản kỹ thuật số nói chung. Đây là một loại tài sản hoàn toàn mới, có lợi nhuận và kỳ vọng đáng kinh ngạc trong tương lai từ các hiệu ứng áp dụng và các trường hợp sử dụng khác nhau. Chúng ta hãy sử dụng nó. Đây là tóm tắt lại những cái dòng thuyết của Raoul Paul. Đương nhiên, bài viết này dựa trên quan điểm cá nhân và không phải là lời khuyên đầu tư. Không mang tư tưởng tối đa hóa bất cứ một kênh đầu tư nào. Nếu như bạn bỏ vào những hoài nghi, sự phủ nhận của đám đông và dành thời gian tìm hiểu thì Bitcoin sẽ không làm bạn thất vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội 100 năm một lần này. Và đây là kết thúc cái bài viết lưu trữ nguồn năng lượng sức mua vào Internet. Các bạn nghĩ sao về bài viết này các bạn hãy comment ở bên dưới. Và đương nhiên như mà nào mà muốn đọc bài viết này thì bên dưới cũng sẽ có cái link các bạn bấm vào để tìm đọc. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.